trong bộ phim này. Dạ ông ơi, xin chào cô ạ. Ừ, đúng mới đâu chú. Cái bên chỗ cũ. Ok. Bây giờ mẹ chỉ Linh á, mình tập cái cho cái Linh á nha. Cái Linh. Bây giờ trước đi. Giờ cái này là mình tập để làm mình tan cái phát, burn cái mỡ phát ở đây nè, thấy không? Cái sau lưng mình nè. Nè nó làm gì nè. Linh dạy cho ba làm đi Linh. Okay. Bụng ba bự quá rồi. Ba bụng. Linh, lên mấy bao rồi? Này còn mấy ký anh mới vào? 54 bao. Chút chạy xuống cân nha, còn nhiều vào nha. Ok. Hello, xin kính chào quý vị. Xin chào ông bà cô chú. Hôm nay xin chào tất cả mọi người nha. Cho mình uống nước coi. Hôm nay là ngày tổng thể dục, tập thể dục. Cái nước mà Hồng Loan để trong mình để sẵn ở trong tủ lạnh để uống á quý vị. Lúc nào Hồng Loan cũng sử dụng cái bình thủy tinh. Và cái này là ở ngoài nó bọc nhựa nhưng mà ở trong là nó là thủy tinh. Thì mình để cái bình nhựa đó thì nó sẽ ra cái chất nó không có tốt cho cái sức khỏe của mình. Cho nên mình sử dụng cái bình bằng thủy tinh là tốt nhất. Cái này Hồng Loan cũng học được trên mạng thôi, thì muốn chia sẻ với tất cả quý vị ha, để cho chúng ta sức khỏe đều tốt hết. Ở trong tủ là mỗi đứa có một chai. Đưa Linh chạy lên lấy cái chai của ba đưa cho ông bà cô chú coi. Cái này của ba. Của ba hả? Nhưng ba uống luôn đi. Nãy giờ là chủ. Rồi của con đâu? Con lấy chai của con đâu? Cái chai của con lại. Không có. Của con hết không rồi. Không có lạnh. Của con thì xài đơn giản vậy thôi, không có nắp. Là cho dễ Linh mở ra Linh lấy Linh uống liền. Khỏi mất công mở nắp. Bây giờ là 3:20 của ngày 7 tháng 5 năm 2020. Hồng Loan xin thông báo cái tình hình bệnh hiện giờ là 1.289.051 người bệnh, số người mất đi là 76.791 và số người được chữa khỏi là 215.591. Như vậy là từ hôm qua đến bây giờ đó thì ca bệnh cũng tăng lên nhiều quá, cũng hơn 30.000 ca. Nhưng mà cái recover đó 10.000. Hơn 10.000, khoảng 10.400. Wow. Mấy người bệnh mà được chữa khỏi recover lên 10.400 người. Là 10,000, that's good ha. 10,000. Yeah, còn nè, người mà bị bệnh đó là 1,000,000. 1,289,051. That's a lot. Và hôm nay thì một cái update mà từ cái bệnh viện Mount Sinai ở New York đó, thì họ nói là họ chữa thêm được nhiều người khỏi bệnh đó, là nhờ họ khám và phá ra một cái điều là họ sử dụng thêm cái thuốc mà làm cho loãng máu. Có nghĩa là cái con virus đó, khi mà nó vô đó thì cái máu mình mà nó bị đông lại đó thì cái bệnh rất là khó chữa, nhưng khi mà họ thêm cái thuốc loãng máu vô đó, thì và sử dụng những cái thuốc để mà chữa trị bệnh đó thì nó tác dụng. Coronavirus come run. Thì họ thấy là nó khả quan hơn và chữa nhanh hơn, mau hết bệnh hơn và mau recover. Đó là một cái tín hiệu mừng nữa cho chúng ta thấy là họ tìm ra rất là nhiều phương pháp để mà chữa trị ngày một
khám phá ra nhiều thứ để mà chữa trị bệnh được nhiều hơn. À, Hồng Loan nghe thấy có một cái tin này nghe ghê lắm nè cha. Tin gì? Ở bên Washington DC á, thì họ nghiên cứu, họ khám phá ra một cái điều là có một cái nguồn lây lan bệnh COVID là do từ những cái bữa tiệc mang tên là COVID-19. Là mỗi cái bữa tiệc đó là khoảng 20 người. Thì họ tổ chức cái bữa tiệc đó, họ mời khoảng 20 người, thì trong đó đó sẽ có người đã bị dương tính với COVID-19 rồi. Và những người khác á, họ mời tới để xem là họ có cái kháng thể để chống lại cái COVID-19 không. Có nghĩa là tiếp xúc thẳng với lại người bị bệnh luôn, để mà biết mình có kháng thể không. Còn mình không kháng thể thì chấp nhận bị bệnh luôn. Có gì kỳ vậy? Chấp nhận bị bệnh thì chữa bệnh xong thì có kháng thể. Nhiều người họ suy nghĩ, mình thấy cái này thì giống như là nó liều á. Nhưng mà nhiều người họ lại muốn như vậy á. Giống như là một sống hai chết kiểu vậy đó. Thì á, bây giờ và sau cái bữa tiệc đó đó thì có nhiều người bị bệnh. Họ mới đưa ra một cái khuyến cáo là họ thấy là quá kinh khủng. Cho nên á, họ kêu gọi mọi người là đừng nên tham dự những cái bữa tiệc đó. Người ta thì muốn ở nhà, muốn tránh những người bị bệnh. Rồi những người này lại kêu gọi nhau để mà gặp trực tiếp người bị bệnh để xem mình có kháng thể không. Nếu mình không, mình có kháng thể thì mình không bệnh. Và nếu mình không kháng thể thì mình bệnh. Bệnh rồi mình chữa bệnh hết bệnh. Thấy ghê không? Không biết là họ làm kiểu đơn giản chi ha. Người Mỹ họ đôi khi họ có những cái suy nghĩ rất là lạ lùng như vậy đó. Tại vì người ta sợ, tại vì hồi đó đó, trước đây nè, các quan chức y tế Mỹ đã phải ngăn chặn các bữa tiệc thủy đậu mà nhiều bậc phụ huynh tổ chức để những đứa trẻ chưa tiêm vaccine có thể miễn nhiễm với bệnh dịch này. Bệnh thủy đậu hồi xưa. Thì bây giờ nó làm cái này cho bệnh dịch COVID. Có nghĩa là họ đem con họ tới gặp những cái người bị bệnh đó luôn. Để cho con họ coi là có bị bệnh không. Cái suy nghĩ người Mỹ họ có những cái suy nghĩ rất là lạ lùng. Theo nghĩ là giống như là hồi xưa đó, thay vì họ nó gọi là tiêm vaccine, thì vaccine là một cái lượng nhỏ virus, nó làm yếu con virus, nó tiêm vô người. Khi mà con virus vô người đó thì cái kháng thể, nó tạo kháng thể thêm để mà chống lại con virus đó. Thì họ cũng làm giống như một phương pháp mà như vậy đó, cũng là con người đi lại tới đó có thể bị nhiễm và có thể cái kháng thể của người đó mạnh thì sẽ tống con virus đó ra. Thì họ cứ nghĩ như vậy thôi, nhưng mà thực ra nó không phải là như vậy. Thì bởi mình nói là suy nghĩ người, nhiều người họ suy nghĩ họ lạ lùng lắm. Giống như mới vừa đây ở bên Oklahoma đó, trong một cái cửa tiệm McDonald's thì có hai người khách họ vô họ mua thức ăn. Thì khi mà mua thức ăn xong thì họ mới ra cái khu vực mà chỗ mà bình thường là được ngồi ăn uống đó, thì bây giờ đâu có được phép ngồi ăn tại chỗ nữa. Thì nhân viên của cửa hàng McDonald's mới ra mời họ đi ra ngoài, là tại vì như vậy là không có đúng luật. Thì họ rút súng ra họ bắn hai người nhân viên đó trong cái tiệm McDonald's đó. Trời ơi. Đó rồi hai người đó có sao không? Thì hai may mắn là bắn, nhưng mà hai người đó chở đi vô bệnh viện cấp cứu thì rất may là nó không có nguy hiểm đến tính mạng, nhưng mà họ vẫn đã bị thương rồi. Thì cái tiệm McDonald's mới gọi cho police, thì hai cái người mà khách đó họ chạy đi mất. Thì police đã tới nơi và đã bắt họ kịp thời trong một cái thời gian ngắn sau đó ở gần cái tiệm. Bởi vì bên Mỹ đó, cái luật mà mua súng nó cũng quá dễ quá gì. Quý vị chỉ cần học khoảng chừng 200 câu hỏi và quý vị trả lời đúng 20 câu là quý vị có được cấp một cái giấy phép. Khi mà có cái giấy phép đó rồi thì mình đi bất cứ nơi đâu mình cũng có thể mua súng được hết á. Bên đây súng đạn nó tự do. Bởi vì tội phạm nó lợi dụng những cái đó mà nó có súng. Thì đó, nhiều khi cái lúc mà mình mua súng thì tinh thần mình nó rất ổn định, bình thường. Nhưng mà đâu có biết đâu biến cố trong cuộc đời mình nó xảy ra. Đôi lúc bị stress, giống như cái thời điểm bây giờ là rất là dễ bị stress. Rồi cứ cầm súng mà bắn người ta với một cái lý do quá ư là vô lý. À, có một cái giống như một cái quý vị hãy chú ý nha. Tại vì có nhiều cái mà buổi tối á, mà những người ta đưa thư hoặc là đưa mấy cái hàng hóa đến nhà bấm chuông đó, mình phải cẩn thận.
thì có một cái video này là quý vị muốn coi, muốn cho quý vị coi là họ giả dạng làm người đưa thư để mà họ cướp. Thì cái này là từ quay từ cái camera của cái nhà người ta đó, cái gọi điện, cái loại là chuông mà bấm chuông mà có bấm camera đó, thì họ quay được những cái hình ảnh như vậy. Thì cái người bấm đi đưa thư đó, họ cứ giống như giả dạng một cái người UPS hay là những nhân viên bưu điện, họ bấm, họ đứng để đợi, thì cái người đàn ông này đi ra, vừa mở cửa ra là nó chạy vô, nó chấn vô, rồi một thằng ở ngoài chạy vô theo, tiếp vô để mà cướp. Cẩn thận như quý vị, không ký tên, không làm gì bất cứ gì mà buổi tối đó, buổi tối là nó lường gạt nhiều lắm. Thường á, nhân viên bưu điện á, người ta bấm chuông mình không thấy á, người ta bỏ xuống dưới, hoặc là người ta cầm một cái tờ giấy, người ta dán như cửa mình để cho mình lên bưu điện mình lấy. Cẩn thận. Nếu như mình thật sự mình có đồ mà mình gửi mà mình biết là sẽ có chữ ký đó, thì mình canh, mà khi mình bấm chuông thì mình phải coi kỹ coi họ có đi đúng cái xe của cái dù như UPS hay là xe của post office. Post office là không bao giờ là buổi tối đâu, chỉ có UPS hoặc là FedEx hoặc là DHL hoặc là Amazon. Amazon thì hiện tại giờ là họ dùng những cái xe như Uber vậy quý vị. Nhưng mà Amazon thì không có cái vấn đề mà ký tên. Không có gì ký tên. Nhưng mà Hồng Loan nói thật sự là ở nhà Hồng Loan là không bao giờ mở cửa. Đừng mở cửa nha quý vị. Không bao giờ, từ ban ngày hay buổi tối hay cái gì, ai bấm chuông mà không có gọi trước thì xin lỗi là không có mở cửa. Tại vì mình không biết là ai hết. Thì Lộc có gắn cái camera, cho nên khi mà mở lên mình nhìn, nếu mà thấy người quen á thì mình mới mở cửa. Chứ còn bất cứ ai giao đồ hay là cái gì đó là thôi cứ để người ta để trước rồi mình ra mình lấy sau. Còn khi mà đồ mà mình chuyển đến mà sẽ có chữ ký thì mình đã biết trước rồi là ai sẽ chuyển đến cho mình, thì lúc đó thì mình mới mở cửa mình ký thôi. Cái vấn đề đó rất là quan trọng cho cái tính mạng của mỗi người, mong mọi người chú ý ha. Vài ngày hôm nay đó thì như hôm bữa Hồng Loan có nói cái vấn đề mà ông thống đốc của California, ông đã hợp đồng với lại một cái công ty Trung Quốc để mà bỏ ra $1 tỷ để mua cái khẩu trang. Thì vừa mới hợp đồng thì ông đã gửi trả cho người ta trước đó là $600 triệu rồi, hơn 50%. Rồi ông nói là cái giá nó rất là rẻ, hình như là có 55 cent cho một cái, thì ông thấy giá rẻ cho nên ông order để cho California có để mà dùng. Thì đáng lẽ ra họ phải giao cho bên đây mình á là vào ngày 30 tháng 4, nhưng mà mới ngày hôm kia thôi thì họ mới giao có một phần, nhưng mà đó không phải là cái mặt nạ N95 mà theo yêu cầu của mình, mà họ giao một cái mặt nạ loại khác, cái khẩu trang loại khác. Cho nên á, bây giờ khắp nơi người ta lên tiếng, người ta phản đối cái hành động đó. Là người ta nói là họ đã không có, thứ nhất là hiện giờ Trung Quốc là không tin tưởng được rồi, thứ hai nữa là họ đã làm sai hợp đồng thì tại sao không cancel đi, chẳng những ông không cancel mà ông còn gia hạn cho họ thời gian thêm 1 tháng nữa để cho họ gửi mặt nạ qua nữa. Đó thì bây giờ người ta cũng lên tiếng nhiều lắm, và những cái giới điều tra họ cũng đã bắt đầu họ xem có cái vấn đề gì ở trong đây không. Thì mình cũng hy vọng là chỉ là vì ông thấy ông đã xem thử cái mặt hàng, ông thấy đồ tốt và ông quyết định mua để cho ở California có để sử dụng. Mình cũng cầu mong là nó không có cái vấn đề gì ở bên trong hết. Đó, giống như là tại sao ông cancel cho rồi đi, nếu mà họ đã không giữ đúng hợp đồng. Và mình đặt khẩu trang ở Mỹ mặc dù nó hơi mắc hơn chút nhưng mà nó bảo đảm và nó uy tín. Giống như ngày hôm qua thì Tổng thống Donald Trump đã đến cái công ty Honeywell, là cái nơi mà sản xuất khẩu trang made in USA. Thà là mua mắc một chút đi nhưng mà mình mua của Mỹ. Nhưng mà Hồng Loan nghĩ thì thật ra ông cũng đã order lâu rồi. Cái lúc đó là cái thời gian đó thì cũng chưa đến cái mức độ mà người ta thấy rõ cái bộ mặt của Trung Quốc quá. Thì ông thấy ok thì ông đặt. Thì mình cũng hy vọng chỉ là như vậy thôi. Và chúng ta hãy chờ thời gian tới xem là nó sẽ như thế nào hả quý vị ha. Trong thời gian gần đây thì người ta cũng không có muốn sử dụng đồ Trung Quốc nữa. Giống như dân biểu của Mỹ đó đã trình lên một cái luật gọi là luật hỗ trợ doanh nghiệp cho những cái doanh nghiệp nào mà rút ra khỏi Trung Quốc đó. Họ sẽ hỗ trợ
để mà họ có thể làm việc tiếp tục mà không có bị ảnh hưởng gì đến kinh tế hết. Thì theo Hồng Loan biết đó là họ đang kiến nghị là có thể là họ sẽ hỗ trợ 100% cái chi phí mà di dời công ty từ ở Trung Quốc mà đi ra một cái nơi khác luôn đó. Thì cái đó là kiến nghị thôi, nhưng mà không biết thời gian sắp tới thì sẽ ký được thì hỗ trợ cho họ được bao nhiêu phần trăm. Thì mình hy vọng điều đó càng nhiều càng tốt để cho tất cả đều rút ra để mà đi đến những nơi khác an toàn, uy tín hơn, để chúng ta có những cái đồ mà sử dụng không phải là Made in China nữa. Hiện tại bây giờ Mỹ là Made in China cũng Made in quá China. Nhiều. Cầm giữa đồ nào cũng Made in China. Cũng chia sẻ quý vị luôn, hôm bữa thấy cái người bạn mà họ mua, họ bán cái kiến đeo mà có cái mặt nạ đó, thì Hồng Loan nhìn thấy tốt, Lộc thấy cũng đẹp quá, thì mình order thử. Thì không có để ý đến khi mở cho quý vị xem rồi á, mà khi về nhà coi kỹ lại thì Made in China. Nên không muốn quảng cáo, không thì, muốn cho nên có nhiều người lên hỏi Loan, cái thì Loan cũng có một người bạn ở bên Atlanta đó, thì họ nhập cái một cái số hàng là Made in Korea, nhưng mà cái đó không phải là cái kiến, nhưng nó là cái nón, nó kéo lên kéo xuống. Thì Hồng Loan có gửi cho một vài người mà hỏi Hồng Loan cái face shield đó, thì cái này Made in China mình thấy công nhận là nhìn nó đẹp thiệt, mà thôi không xài Made in China. Cho nên lỡ mua mà mua của bạn cơ mình cũng không có trả được, cho nên thôi không xài, nhưng mà thôi kệ đi, mốt phải để ý. Và Hồng Loan cũng muốn chia sẻ quý vị là vào thứ sáu này thì ở trên Los Angeles cũng đã bắt đầu được mở cửa với cái giai đoạn 2, giống như ngày hôm qua Hồng Loan có đọc là giai đoạn 2 là những cái tiệm hoa, những cái tiệm buôn bán nhỏ thì có thể hoạt động lại được rồi thưa quý vị. Nhân đây thì chia sẻ với quý vị hình ảnh của một cái nhà hàng nha, họ đã mở cửa, thì cái này là ở Amsterdam. Thì chúng ta xem thử cái mô hình làm của họ cũng rất là hay nha quý vị. Họ làm từng cái nhà nhỏ nhỏ ha, rồi họ cách biệt hết. nhà kiến, giống như nhà kiến vậy đó quý vị ha. Hay ha. Mà đặc biệt là những người bưng nước, bưng rượu là người ta đứng ở ngoài, người ta đưa vô. Đứng ngoài đưa vô thôi chứ không có tiếp xúc, không có tiếp xúc với lại khách hàng. Có cái cây cũng xa lắm, nhưng mấy cái cây mà người ta làm pizza đó, người ta chọt vô, người ta bỏ vô cái lò nướng đó, y chang à. Cái ý tưởng này cũng hay, đó người ta cũng đeo cái face shield đó. Nhân viên họ đeo face shield, họ đứng nói chuyện thì họ đứng ở bên ngoài. Cái nhà này cũng có thể ngồi được 3 người, 4 người. Đó, cầm cái cây đưa vô đó. Cũng hay ha, nhưng mà hơi tốn kém mà. Nếu mà nhà hàng mà làm những cái nhà kiến như vậy hơi tốn kém. Mà đẹp quá à. Đẹp. Ha, thấy mấy cái nhà kiến này đẹp ghê. Ý tưởng này cũng ý tưởng hay. Lạ ha. Gần đây là ở bên Việt Nam đó, thấy người ta bình lo về cái bệnh mà COVID-19, lo sợ cái sự lây lan, thì có nhiều người á, họ đến họ làm tiền một cách rất là trắng trợn, thì họ cover người của họ, có lẽ là họ hăm dọa là cầm cái kim hay gì đó, cái này không, nè cái con chim trên cái viết á, con chim giả là gì, thì họ làm những cái ta nói thì thấy sao mà nói vậy thôi. Có một đợt nào trước đó nữa Lộc có thấy là họ cắt cái đầu con gà, để đầu con gà xong mặt bôi đen là hết, mặt trùm đội mặc đồ đen hết á, giống như một cái người, giống như người từ hành tinh nào tới hoặc là người trên núi này đi xuống vậy đó, làm cho cái người ta thấy người ta hoang mang, người ta sợ, người ta bóc tiền người ta đưa liền. Có lấy một cái những cái hình ảnh mà người ta sợ để sợ. Khi người ta thấy thì họ muốn gì muốn xin tiền rồi thật, họ đưa cho đi rồi, lại bao nhiêu để cho rồi. Nhưng thì mà cái người này vô lầm chỗ. Nè quý vị hãy xem tiếp tục vậy. Cái cô bé này cũng hiền quá, thấy tội nghiệp lắm. Cô sợ, cô móc tiền ra rồi. Cô sợ quá, cô móc tiền, cô tính đưa nè. Cô chủ rồi. Rồi cô chủ ở trong. Có con chim này đâu, chim thiệt, chim giả thôi. Đó. Đó, nó không có chim, không có mua cái chim đấy. Mà. Con chim gì đâu. Đó. Mày hả bưởi? Mày hả bưởi? Nè. Mày hả bưởi?
Vậy mới xứng danh bà chủ. mà em thấy mắc cười lắm cái giọng cái cô mà cái cô nhân viên là người Huế đó. Nói nhỏ nhẹ ơ sợ quá. Còn bà chủ hả? Bà chủ bà đúng là người rặt miền Tây chứ. Bà nói cái giọng hả cái gì vậy hả mày nói lắm bà chết chết mà chưa cho mày chưa mà luôn cho chạy mất dép. Chắc cô chủ này chắc cũng có hiểu biết, tại vì thường mấy người này là họ giả dạng thôi chứ không phải là những cái người đó đâu quý vị, không phải là những người mà thấy cái dáng cái cô này cũng mảnh mai, cô cao nhưng mà cũng mảnh mai mà cũng dữ thiệt. Mốt mình phải luyện mình giữ đúng vậy mà lạng quạng mà bay xong đá xong phi rồi cho biết. Ngày hôm qua thì có một số khán giả cũng chúc sức khỏe ba mẹ mà Bảo Quốc, Hồng Loan, Thu Thủy. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Hôm qua thì chia sẻ một ít cái sinh hoạt của gia đình bình thường. Bây giờ là tại vì ông bà ngoại ít cứ đi đâu thì cứ ở trong nhà, cho nên cũng không có cái gì để mà chia sẻ với quý vị nhiều á. Thường thì lúc mà bình thường thì gia đình Hồng Loan cũng thường hay đi ra ngoài rồi sinh hoạt gia đình cũng vui lắm, cho nên thời gian sắp tới nếu như mà thật sự khi mà công việc làm trở lại thì Loan với Lộc cũng không có nhiều thời gian mà mỗi ngày có thể nói chuyện với quý vị như là bây giờ. Nhưng mà Loan Lộc sẽ cố gắng, ví dụ như mình giữ một tuần khoảng chừng 3 lần 4 lần gì đó, mình sẽ có một cái chương trình mình đưa lên để mà mình có thể tâm sự, mình nói chuyện với nhau qua những cái gia đình đi chơi hay là đi ra ngoài đi đâu hay sinh hoạt cái gì đó thì sẽ đưa đến cho quý vị để mà chúng ta có thể giữ được cái mối quan hệ của chúng ta mà đã tạo được trong cái thời gian mà cái dịch Covid này ha quý vị ha. Mặc dù cái này là cái dịch này nó đem đến cái điều xấu nhưng mà cũng có được một cái điều tốt nho nhỏ cho chúng ta có thể gặp gỡ nói chuyện với nhau. Rất là cảm ơn quý vị đã yêu thương gia đình của bà Bảo Quốc cũng như là Hồng Loan, Bảo Lộc, bé Gia Linh. Chúc mọi người cuối tuần rồi, trời ơi, thứ năm rồi. Ngày mai thứ sáu là cuối tuần rồi. Chúc mọi người luôn luôn được vui vẻ, hạnh phúc, đầm ấm bên gia đình. Và luôn nhớ share, like, subscribe cái channel này nha. Dạ. Ủa cái gì vậy? Ông ăn cái trước. Like, share, subscribe ba mẹ channel. Like, share, subscribe ba mẹ với lại Gia Linh nữa. Yes. Rồi con dạng mà cô chú ở đi. Ở đây nè. Ở đây ở đâu? Ờ bé Trứng, bé Trứng. Ờ. À, bé Trứng nữa rồi, bé Trứng khoanh tay dạng mà cô chú. À, cô chú. Bé Trứng chào tạm biệt. Bé Trứng. Tạm biệt. Tạm biệt mọi người. Bye.